Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng dự án rất là gần bến xe Yên Nghĩa mọi người ạ. Từ vị trí nhà này mà ra với bến xe Yên Nghĩa chỉ khoảng 800m thôi mọi người nha. Ngõ trước nhà thì rất là rộng. Ở đây có 3 căn, dự án này có 3 căn mọi người ạ. Thì ở đây là đã bán căn lô góc rồi và Ngọc Ánh sẽ quay gửi tới quý khách hàng một trong hai căn còn lại với cái diện tích và thông số như sau. Diện tích nhà là 3m², xây dựng và thiết kế là 4 tầng, giá chào bán 1.850.000.000 đồng. Tất cả về pháp lý thì đều đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ. Đặc biệt có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Với vị trí cái căn nhà này, quý khách hàng chỉ có khoảng tầm 700-800.000 đồng là có thể mua được và sở hữu được cái căn nhà 4 tầng này rồi. Vị trí thì cực kỳ gần, tiện lợi, cách với lại trường mầm non, trường tiểu học Yên Nghĩa. Nó chỉ rơi vào trong phạm vi bán kính khoảng tầm 300m thôi mọi người ạ. 300m đi bộ ấy. Và cách với chợ dân sinh khoảng tầm 300m, rất là gần. Đi ra tới đường Quang Trung Hà Đông khoảng tầm 500m thôi. Ngõ trước nhà đây mọi người có thể nhìn thấy này, họ em. Ngõ trước nhà thì 3m rưỡi. Ô tô thì có lùi vào tận cửa này mọi người nha. Tuy nhiên thì ngõ trước cửa nhà là 2m, còn ngõ ở ngoài này thì là 3m rưỡi. Mọi người theo Ngọc Ánh vào vị trí cụ thể của cái căn nhà này. Còn hai căn thì em sẽ quay căn trong cùng cho mọi người nha. Đây, ngõ trước nhà đây là 1m6 mọi người ạ. Đó, với cái căn nhà xây dựng là 4 tầng. Mặt tiền của ngôi nhà này là 5m25 mọi người nha. 5,25m trên sổ. Đấy, và diện tích sổ thì là 30m. Nhưng mọi người có thể nhìn thấy tầng 1 của ngôi nhà thì như thế. Nhưng mà từ trên tầng 2, 3, 4 đây mọi người có thể quan sát giùm em luôn. Là được xây đua ra cũng khá là nhiều đấy ạ. Đó, cửa chính của ngôi nhà thiết kế là hai lớp cửa. Lớp ngoài là sắt hộp sơn tĩnh điện và bên trong là cửa kính cường lực. Đó. Cụ thể, về mặt tiền của ngôi nhà còn một cái cửa sổ ở bên phía bên cạnh nữa mọi người nhà. Đây là. Đó, cửa sổ ở phía bên cạnh đây rất là thoáng. Mở ra rất là thoáng. Hướng của cái căn nhà này là hướng đông bắc mọi người nha. Giá bán 1.850.000.000 đồng. Em nhắc lại, cách bến xe Nghĩa rất là gần, 800m thôi. Mọi người theo em cụ thể vào tầng 1 của ngôi nhà. Với tầng 1 của ngôi nhà thiết kế như sau. Đây, Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần phòng khách. Toàn bộ hệ thống gạch lát nền được thiết kế là gạch 60-60. Hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn LED chiếu sáng, tiết kiệm điện đều đã được hoàn thiện đầy đủ. Hồ sơ điện, hồ sơ nước của cái căn nhà này đều đã được đầy đủ hết rồi. Nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội. Đấy. Phía cầu thang ở đây có một cái chủ đầu tư là có ốp gạch ngăn cách ở cái bức tường này lên với phía cầu thang và phòng khách. Ở phía tay Ngọc Ánh đây là phía căn phòng bếp của ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống tủ bếp được thiết kế là gỗ MDF chống cong vênh mối mọt mọi người nha. Hệ thống tủ bếp ở đây, phụ kiện bếp đều được lắp đặt đầy đủ, chất liệu inox 304. Bồn rửa bát và vòi chậu cũng đều là chất liệu inox 304. Toàn bộ xung quanh bếp là ốp kính ở đây. Ở đây là ốp kính Thái Long mọi người nha. Kính cường lực. Và phía tầng 1 của ngôi nhà có một nhà vệ sinh đầy đủ về bồn cầu cũng như là vòi rửa. Và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Tay vịn cầu thang cổ trụ được thiết kế là gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc cổ bậc ốp đá granite, hoa cải. Và mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên trên tầng 2 khám phá ngôi nhà này nhé. Với thiết kế tầng 2 của ngôi nhà gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Bước chân lên trên phía tầng 2 đây mọi người nhìn thấy ở dưới chân Ngọc Ánh đây là sàn gỗ. Đó, không phải là gạch lát nền mà thay đó là sàn gỗ. Cửa sổ mở ra hai bên rất là thoáng. Hệ thống ống chờ, dây chờ áp, chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Với cái diện tích căn phòng ngủ này khoảng tầm 22m² mọi người nha. Đấy. Cửa thông phòng của ngôi nhà thiết kế là cửa gỗ lim. Trên tầng 2 cũng được thiết kế hệ thống trần thạch cao theo kiểu giật cấp và hệ thống đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện. Đây, tầng 2 có nhà vệ sinh rất là rộng. Đây, mọi người có thể quan sát. Nhà vệ sinh rất là rộng này.
có bình nóng lạnh ở phía bên trên này. Đây ạ. Một bình nóng lạnh Ariston này. Một hệ thống sen cây tắm Hàn Quốc. Mạ vàng này. Hệ thống bồn rửa tay này, bồn rửa mặt này. Với cái căn phòng tắm này rất là rộng đấy mọi người ạ. Toàn bộ cửa nhà vệ sinh là thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp nha mọi người. Với căn phòng rất là thoáng, hướng nhà Đông Bắc. Rất là mát mọi người ạ, mở cửa sổ ra hút gió này. Rất là mát. Từ vị trí căn nhà mà đi ra bến xe Yên Nghĩa thì quá là gần. Rất là tiện với lại chợ đường phường trạm này, trường học mầm non, tiểu học xung quanh rất là gần. Mời mọi người hướng nhau ánh lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2, tuy nhiên thì nhà vệ sinh ở trên tầng 3 để ở phía bên ngoài mọi người ạ. Đây. Và thay vào hệ thống sen cây tắm nóng lạnh thì ở đây là chủ đầu tư để bộ sen tắm thường. Đồng thời là cái màu gạch nó cũng khác nhau đấy. Và diện tích phòng ngủ ở trên tầng 3 thì cũng tương tự như tầng 2 thôi. Cũng khoảng tầm 22m², cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Và có đầy đủ ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa, đầy đủ hết. Mọi công năng cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng. Bước lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà đã có hai phòng ngủ lớn rồi. Phòng ngủ rất là rộng, kê đồ cũng rất là hợp lý. Vậy thì tầng 4 thiết kế như thế nào? Mọi người. Bước lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Ở đây mọi người có thể nhìn hộ Ngọc Ánh ở đây có một cái giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế gồm một hệ thống sân phơi. Ở đây là phần để máy giặt. Đó. Và đây là phơi sóng luôn ở đây mọi người nha. Có thể làm cái dàn phơi thông minh để phơi quần áo ở trong nhà. Và tầng 4 được thiết kế hai phòng thì ở đây gồm một phòng ngủ. Ở đây gồm một phòng ngủ và một phòng thờ thì ở đây Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phòng thờ của ngôi nhà. Đấy. Có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài rất là mát. Trên cái tầng 4 này thì chủ đầu tư không làm sàn gỗ mà thay vào đấy là lát nền gạch 50-50 vân gỗ mọi người nha. Giả gỗ. Và ở bên đây còn một phòng nữa. Thì ở đây có thể đặt làm một phòng ngủ nhỏ, có thể làm phòng kho, có thể làm phòng làm việc tùy vào công năng sử dụng của mỗi hộ gia đình. Ngọc Ánh xin trân trọng nhắc lại gửi tới quý khách hàng. Với cái vị trí căn nhà này thuộc tổ 5 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, giá bán 1.850.000.000 đồng. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Vậy quý khách nếu như mà có nhu cầu về căn nhà này hoặc khu vực khác thì xin vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em đừng quên nhấn vào nút like để có thể ủng hộ em và đăng ký kênh để có thể là những khách hàng đầu tiên xem được những bất động sản tiếp theo của Ngọc Ánh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.